Chào mọi người, thì đợt vừa rồi mình có làm cái bài livestream về chiếc microphone thần thánh hiện tại Saramonic Blink 500. Thì có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về cái dòng Saramonic này. Thì hôm nay mình sẽ show đến các bạn, thứ nhất là các cái bản Saramonic bên mình đang có, riêng dòng Blink 500 thôi. Đầu tiên là con B1. Con B1 này nó chỉ có một cục phát và một cục nhận. Tiếp nữa là con B2, thì có hai cục phát và một cục nhận. Con B3 là chuyên dùng cho iPhone. Con B4 thì cho iPhone nhưng mà có thêm một cục phát và hai cục phát và một cục nhận. Con B5 là dùng cho Android, một cục phát, một cục nhận. Con B6 nữa là hai cục phát, một cục nhận, nhưng những cái dòng đấy thì ít bán nên mình không có show ra đây. Thì cái bài clip ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn coi là những cái accessory bên trong nó dùng cho mục đích gì, rồi những cái liên quan đến kỹ thuật về những cái ảnh hưởng của cái tần số 2.4GHz này, nó sẽ bị những nhược điểm gì. Rồi tiếp nữa là mình sẽ test cho các bạn về cái tầm xa và cái độ ổn định của dòng Saramonic này. Thì đầu tiên là mở hộp để show đến các bạn bên trong nó có những cái gì và những cái đó nó dùng cho mục đích gì. Thì đầu tiên mình sẽ lấy con Blink 500 B1, con bán nhiều nhất ở bên cửa hàng. Thì ở bên trong cái con này á, thì nó chỉ thiết kế bằng cái hộp giấy như vậy thôi. Một hộp giấy, và bên trong khi các bạn khui ra nó sẽ có cuốn sách hướng dẫn. Trong cái sách hướng dẫn này để các bạn có thể pair với cả những cái thiết bị, ví dụ như bạn của bạn có xài Saramonic, bây giờ hai người gặp nhau muốn sử dụng chung một cái cục nhận để làm một cái cuộc phỏng vấn chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái này pair ba người nhé. Mình đã test trên ba người, mình không biết có bốn người hay không, nhưng mà bạn này là có hai người thôi, nhưng mà thực tế mình đã test lên ba người rồi, nó vẫn nhận. Cái này Rode Wireless Go không làm được. Đây là cái cục nhận, cách nhận biết nó là có cái màu đỏ. Cái này bạn sẽ gắn ở trên camera hoặc là trên điện thoại. Đây là cái cục phát. Cái cục phát này thì nó sẽ là màu trắng ha, màu đen như vậy. Và bạn có thể nói trực tiếp ở trên này luôn, không cần cái mic có dây. Tiếp nữa là một trong một cái hộp. Trong cái hộp accessory, và có thêm một cái túi để đựng. Rồi. Cái hộp accessory này nó có những cái gì thì mình khui luôn cho các bạn coi. Nó sẽ có là hai cái dây cáp sạc, một cái mic có dây và hai cái cọng cáp để bạn kết nối với cả điện thoại hoặc là máy ảnh. Thì đây, cổng tai C các bạn nhận diện nó là dùng để sạc. Cái này nó có hai đầu co để các bạn dùng với các cái thiết bị máy ảnh, laptop và GoPro. Thằng này một đầu co và một đầu thẳng, dùng để kết nối với cả điện thoại ha, dùng để kết nối với điện thoại. Thì cái tiếng mình đang quay đây á, chính là cái con Saramonic Blink 500 B1 luôn. Tí cho các bạn coi luôn. Cái đằng này là mic có dây. Rồi, đi sâu về kỹ thuật. Thì cái con Saramonic này á, nó có thể sử dụng pin 4 tiếng đồng hồ. Và tầm xa của nó, nếu hai cái cục này nhìn thấy nhau, nó có thể lên 100m. Nó có thể lên 100m. Rồi, tại sao nó lại cho mình thêm một cái mic cài áo như thế này? Nó có rất nhiều các cái vấn đề. Đầu tiên, nếu như mà các bạn, đây, mình sẽ bảo bạn này quay. Nếu như các bạn dùng cái mic này, các bạn gắn lên đây, thì nhìn nó hơi thô đúng không? Đây, ví dụ mình làm demo này. Đó, thì nhìn nó hơi thô. Nhưng mà một số bạn làm biếng, gắn dây. Hoặc như thế này. Đó, đây, các bạn nhìn, nó sẽ như vậy, nhìn nó hơi thô. Rồi, tiếp theo nữa là khi các bạn sử dụng cái tiếng mà thu trực tiếp từ con này này, nó cũng sẽ thua so với trường hợp bạn dùng cái mic cài áo này. Cái mic cài áo này, cái mic cài áo này nó dài khoảng 1m2. Thì như mình đang sử dụng đây, đây là mic cài áo mình đang sử dụng đó, và đây là cái Blink 500 mình đang dùng, mình cài ở đây. Thì khi mà các bạn sử dụng cái này á, ngoài cái trường hợp ra, ngoài cái trường hợp mà các bạn sử dụng nói trực tiếp như thế này nó mất thẩm mỹ ra, thì cái mic này này, khi mà các bạn muốn nói chuyện á, cái tiếng của nó tốt hơn. Thứ hai nữa là khi các bạn di chuyển, do cái tần số 2.4GHz nó sẽ bị cản. Ví dụ như mình đứng đây mình nói chuyện như vậy thì ok, còn trong trường hợp mà mình quay lưng ra như thế này, mình nói chuyện
khoảng cách xa nhé, khoảng cách khoảng tầm độ 10 mét đó nhé, chứ không phải là khoảng 5-6 mét đâu, khoảng cách khoảng 10 mét như thế này thì nó cũng sẽ bị cản và cái tiếng nó bị vấp. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ để cho các bạn thấy được là cái độ vấp của cái tần số 2.4 GHz. Cái con này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, con Wireless Go này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nha, vì nó cùng sử dụng chung một cái tần số đây 2.4 GHz. đây, quay bên này này, đó, đây cái tần số 2.4 GHz này, nó cái nhược điểm của nó sẽ bị như vậy. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi. Bây giờ mình đứng thẳng như này, mình nói chuyện tiếng rất là ok. Đó, mình sẽ nhờ bạn cameraman á là che cái cục phát lại, và mình cũng sẽ không có để ở đây nữa, mình sẽ giấu nó như vậy và mình che nó nha các bạn. Nhìn đầu tiên này, phải đứng ra vị trí này, đây đây, đứng ở đây đây, rồi che cái cục phát nó lại. Rồi bây giờ mình test nha, mình test này, 1 2 3, vẫn còn, đảm bảo vẫn còn. Rồi mình để như này ha, vẫn còn này, các bạn nhìn, vẫn nhìn thấy này, vẫn còn này, chuẩn bị mất này. Rồi mất rồi đây các bạn, mình đảm bảo khi mà mình đứng như này để mà không mất, mình lại cho thằng này nó thòi ra. Các bạn lại nghe thấy tiếng đúng không, lại nghe thấy tiếng đúng chưa? Cái đấy là cái nhược điểm của cái tần số 2.4 GHz. thì Saramonic mới cho mình cái cọng dây này, để cho mình cái cọng dây này, cái cọng dây này ha, cho mình cái cọng dây này. Thì để mình làm sao, để mình sẽ gài nó ở bên hông này, mình sẽ không gài nó ở giữa ngực này như con rốt chẳng hạn, mình sẽ phải gài nó ở giữa ngực thì nó sẽ bị hiện tượng là bị vấp tiếng. Mình gài bên này, khi mình nói chuyện như thế này là cái này và cái cục nhận á, cái cục phát và cái cục nhận nó luôn luôn nhìn thấy nhau, là cái tiếng nó rất chi là ổn định. Còn trong trường hợp mà mình quay đúng không, mình quay như thế này, các bạn vẫn nhìn thấy. Đây, mình đi ra ngoài vẫn là cái khoảng cách như vậy, các bạn vẫn nghe thấy tiếng, vẫn nghe thấy tiếng bình thường, không sao hết, không ảnh hưởng gì. Nhưng khi mình quay, đó, mình quay, các bạn cũng không hề bị ảnh hưởng gì đúng không, không hề bị ảnh hưởng gì. Đó, nên khi các bạn để cái mic ở đây, cái vị trí ở đây, nó rất chỉ là thuận tiện là khi các bạn xoay, nó không bị che, không bị che. Xoay như thế này ok nha, xoay như thế này không được nha, xoay như thế này là cái người bạn sẽ bị chắn như thế này. Đó, đây là cái tip để mình đưa đến, mang đến cho các bạn để khắc phục cái hiện tượng khi các bạn đi ra xa không bị vấp tiếng. Đó, nên cái mic không dây này, cái mic mà cài áo này rất chi là tiện lợi, nó rất chi là tiện lợi nhá, cực kỳ tiện lợi. Với cả Rode Wireless Go, các bạn phải mua thêm cái mic của nó. Đây, cái mic này 1.550.000 bên mình đang bán ha, các bạn sẽ phải mua thêm cái mic này để sử dụng những cái tính năng giống như vừa nãy mình trình bày. Bây giờ tiếp nữa, mình sẽ cho các bạn coi về cái khả năng xuyên tường của con này. Khả năng xuyên tường của con này á, trong bán kính 3 đến 4 mét mình đảm bảo cực kỳ ngon. Bây giờ là mình sẽ làm một cái trò ảo thuật ha. Bạn cameraman sẽ quay mình sẽ đi vòng như này. Đó, mình sẽ đi vòng, tại vì đây ở bên hông ấy, nó có một cái đường. Đó, bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi về cái khả năng xuyên tường của em này ha, Saramonic Blink 500B1. Bắt đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Xin chào mọi người. Đó, mình lại xuất hiện. Thì mình vừa mới test cái khả năng xuyên tường của em đó. Xuyên tường nha các bạn. Để cho các bạn chứng thấy được là con này nó không hề thua kém gì những cái dòng như các bạn vẫn cứ thường nghe tới nhá. Bây giờ mình sẽ test cái độ xa của các bạn cho các bạn thấy. Thì cái bài mà livestream hôm rồi mình cũng đã test cái độ xa của em đó rồi. Thì hôm nay mình test độ xa nhưng mình sẽ không có mở cửa. Mình sẽ chỉ dùng em này thôi để cho các bạn thấy được cái độ xa của nó. Mình vẫn để cái vị trí đó. Mình sẽ đi sang bên đường ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có khả năng là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi ô tô, tại vì cái ô tô nó sẽ chắn sóng. Đó, có khả năng là nó sẽ bị như vậy. Hy vọng là khi mình test á, không có cái ô tô nào nó đi chắn ngang. 1, 2, 3, 4. Khoảng đến nhà mình nó khoảng là 20m rồi, 27m, sorry bạn, 27m. Vì mình có dùng ống nhòm đo khoảng cách, mình đã đo rồi. Rồi mình đi lại để làm sao cái clip nó ngắn gọn xúc tích thôi, mình không muốn kéo dài. Đó, rồi, đó,
Thì đây là một cái bài review ngắn của mình về cái con Saramonic Blink 500 B1 này. Và mình sẽ mang đến cho các bạn một cái tin cực kỳ vui, cực kỳ vui ha, là Saramonic sẽ có một cái promotion cho Summer Holiday kéo dài từ ngày mùng 6 tháng 5 đến ngày mùng 1 tháng 6. Đó, là khi các bạn mua sản phẩm Saramonic Blink 500 B1 giá chỉ còn 3 triệu 6 đúng không? Giảm 3 triệu 4 đúng rồi. 3 triệu 4 cho B1. B2 là 5 triệu. B3 là 4 triệu 1. B4 à 4 triệu 150, B4 là hình như 6 triệu. B5 là cũng 4 triệu 150 và đặc biệt tặng thêm một cái áo của Saramonic nha. Chương trình này kéo dài từ ngày mùng 6 tháng 5 cho đến ngày mùng 1 tháng 6. Chứ còn giá hiện tại á, là B1 là 3 triệu 6, B2 là 5 triệu 2, B3 là 4 triệu 350, B4 là 6 triệu 2, B5 là 4 triệu 350. Đó, nếu mình nhớ không nhầm ha. Thì hy vọng là sau cái bài review này, các bạn có thể cái đánh giá thực tế của chất lượng của con Saramonic Blink 500 B1 này. Hàng thì đổi trong vòng 1 năm, 1 đổi 1, lỗi kỹ thuật. Và nếu xác định lỗi trong ngày luôn, mình đổi luôn trong ngày cho các bạn. Video clip của mình không hề cắt ghép. Cái mục đích chính của mình là mang đến cái sự thực tế cho các bạn. Mình không có cắt ghép để làm sao các bạn thấy được cái sự thực tế, chất lượng thực tế từ em này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và bye bye.